Hôm nay chúng ta học bài vẽ vector nâng cao. Bài trước thì chúng ta học vẽ vector thường, cơ bản. Còn hôm nay chúng ta học vẽ vector bằng cách vẽ nâng cao lên. Gọi là vẽ nhanh mà vẽ tới đâu xong tới đấy. Nhưng ví dụ chúng ta vẽ tấm hình Bác Hồ này đây. Việc đầu tiên là các bạn cần xem là ví dụ tấm hình này chúng ta cần làm cái gì, cắt đề can hay là chúng ta khắc CNC, cắt alu, cắt mica hay là cắt laser, chúng ta cần làm cái gì trong cái tấm hình này để chúng ta biết cách vẽ cho nó chính xác, để chúng ta chỉnh kích thước ngay từ đầu. Ví dụ đây là có 2 ngang 21 cao 34, ví dụ chúng ta cần khắc tấm hình này kích thước là ví dụ nó cao 60, chúng ta cần phải chỉnh lên trước 60, 60, 3, 6. Điều này rất quan trọng khi chúng ta chỉnh trước khi chúng ta vẽ, để cái nét của chúng ta nó vừa, không bị to quá, không bị nhỏ quá. Để sau này chúng ta thu lại, mất công chúng ta chỉnh lại lần nữa. Sau khi chỉnh xong kích thước thì chúng ta nên khóa tấm hình này lại, nhấp chuột phải vào, lắp nó đi. Lúc này tấm hình sẽ không còn di chuyển ha. Bắt buộc chúng ta phải vẽ lại để đường kim của máy thì nó mới chạy theo được. Bài này bài đang học vẽ lại. Còn để chúng ta biến tấm hình này thành vector luôn thì cũng được, thì cũng nhanh, nhưng mà không nên. Bài này chúng ta đang học vẽ lại ha, thì chúng ta cứ vẽ thôi. Chúng ta phải vẽ đường nét này thì máy nó mới chạy theo được. Ví dụ cắt đề can thì cái mũi kim nó mới chạy theo được. Rồi các bạn khắc laser thì cái tia lửa nó mới chạy theo đây được ha. Khắc CNC thì cái mũi dao nó mới chạy theo được ha. Nếu bài này mà chúng ta những tấm hình phức tạp này mà chúng ta vẽ theo cơ bản mà lấy điểm nét thì nó rất mất thời gian và lâu lắm. Thì bắt buộc chúng ta phải vẽ tới đâu xong tới đó luôn. Gọi là vẽ nâng cao. Vẽ này đòi hỏi cái tay của các bạn phải nhuyễn một chút xíu, và các bạn vẽ quen rồi thì chúng ta cũng vào công cụ vẽ bình thường ha. Đây, ví dụ như mà các bạn vẽ cơ bản từ đầu, nếu các bạn lấy điểm vậy thì rất là mất thời gian. Ví dụ các bạn vẽ vậy, sau này chúng ta mất một công đoạn ngồi chỉnh nữa là ngồi chỉnh các đường cong nữa thì nó mất thời gian quá. Ví dụ ngồi vẽ cong vậy thì nó mất thời gian lắm. Cho nên chúng ta cần vẽ tới đâu xong tới đấy luôn. Đó, làm như vậy thì rất là chậm ha. Còn bây giờ chúng ta vẽ xong luôn, bây giờ chúng ta cũng nhấp vào công cụ vẽ bình thường ha. Rồi chúng ta lấy điểm ha. Rồi chúng ta tới đâu chúng ta vẽ xong tới đấy luôn. Đó, chúng ta vẽ như vậy thì chúng ta cần phải thao tác giữa ngón tay và con lăn của chuột ha. Rồi chúng ta kéo này, chúng ta kéo này. Đó, nó cong ở đâu thì chúng ta đưa tới đó luôn. Ví dụ đây, tới đây điểm neo, bây giờ chúng ta đưa xuống thì nó bị quặc lên. Đó, thì bắt buộc chúng ta phải neo cái điểm này lại bằng cách bấm phím C, bấm phím chữ cờ ấy, trên bàn phím ấy, rồi chúng ta đưa cái hướng nó vô xuống đây. Rồi, tới đây ha. Chúng ta lấy điểm này, chúng ta kéo cho nó cong xuống, rồi chúng ta giữ phím C trên bàn phím á để chúng ta neo điểm lại ha. Bạn cứ làm như vậy là nó rất là nhanh. Điều quan trọng là bạn nên phải biết là nên chúng ta nên lấy điểm ở đâu để cho nó chính xác. Vấn đề chúng ta nên lấy cái điểm ở đâu, cái điểm để kéo ở đâu ha. Như vậy là chúng ta xong một cái ha. Sau khi vẽ xong những thứ vụn vỡ này thì chúng ta cần combine nó lại, có nghĩa là gần
Group nó khổ về một khối rất to. Combine nó khác với group nha. Để mình sẽ hướng dẫn các bạn sau ha. Combine cũng gọi là nhóm nó lại, nhưng nó khác với nhóm của group nha. Trong quá trình dạy vector thì chúng ta cũng cần lưu ý là có những thứ nó không cần chính xác lắm thì chúng ta nên bỏ qua. Gọi chi tiết quá thì nó cũng chả có tác dụng gì, nhưng mà nó phải đúng cái hình thù cơ bản đưa ra là được. Vẽ nâng cao này thì các bạn, quan trọng là các bạn biết lấy điểm chuột, lấy điểm neo ở đâu. Điều thứ hai quan trọng nữa là chúng ta phải biết cách giữ phím neo, là phím C trên bàn phím đó, để chúng ta điều hướng của cái mũi tên này, điều hướng của mũi tên đi. Ví dụ tới đây bạn giữ, bạn đưa lên đây. Có những tấm hình rất là phức tạp, có nhiều bạn ngồi vẽ cả ngày luôn, vẽ mà đau tay luôn. Sau đó chúng ta chỉnh sửa mệt lắm, cho nên khi vẽ chúng ta cần vẽ xong luôn. Những tấm hình là phức tạp thì chúng ta vẽ tới đâu là xong tới đó, không bị nản chí ha. Ví dụ trong quá trình vẽ này mà các bạn có việc khác bỏ đi để làm việc khác thì chúng ta cứ ngưng lại thôi. Và sau này chúng ta vẽ tiếp, hoặc bạn chỉ cần lưu lại đó, không có sợ gì cả, cứ lưu lại đó, vẽ tới đâu đang nét thở cũng cứ dục đó luôn cũng được. Ngày mai chúng ta mở ra vẽ tiếp thì chúng ta là nối các điểm lại với nhau. Tí nữa nó có gì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nối điểm luôn ha. Lỡ mà mình vẽ chưa xong mình nghĩ á. Trong quá trình vẽ cần phải lăn chuột nha, để chúng ta nhìn chỗ nào cần rung lớn thì chúng ta rung lớn, chúng ta lăn con chuột uyển chuyển, lăn cái bánh răng con chuột nè, vừa lăn và chúng ta vừa điều hướng cái màn hình nè. Cái màn hình nó nằm ở chính giữa để chúng ta dễ xem ha. Nhiều khi lăn nó chạy lệch ra màn hình chúng ta không thấy được. Cái thao tác con chuột chúng ta nằm ở đâu mà chúng ta lăn chuột ở. Khi con chuột mình nằm bên này, mình lăn bên này thì nó sẽ lớn lên bên này. Ví dụ bạn cần phóng lớn ở đây, đây. Lớn ở đây để chúng ta vẽ tiếp đây thì chúng ta lăn lớn đây. Đưa con chuột về đó ha. Cần đây thì chúng ta đưa chuột về đây. Cần phạm vi này lớn để thấy thì chúng ta lăn chuột và chỉ vào nó thì nó sẽ lớn chỗ đó ha. Bạn cứ vẽ từ từ vậy thôi ha, đường nào nó cũng xong, không có nôn nóng. À, ví dụ điểm này nó chưa neo này. À. À, nó chưa có neo lại, chưa khớp này. À. Phải giáp vòng nha. À. Ngón tay chúng ta lúc nào cũng để trên phím C ha, phím chữ cờ ấy, trên bàn phím ấy. Và ngón tay vẽ chuột thì lúc nào cũng nhấp và lăn cái bánh răng, bánh xe của con chuột ha, để phóng lớn thu nhỏ. Đó, chúng ta đưa mũi tên lên.
muốn vẽ cái nào thì chúng ta phóng lớn cái đó lên ha. Ngày xưa mà khi mới học mấy cái này là vẽ vector là ớn lắm, vẽ mà thấy nhìn nhiều nhiều là nản lắm. Nghe các bạn vẽ biết cho các bạn sẽ thấy quen và nhanh. Trong ứng dụng quảng cáo, tôi làm quảng cáo bảng biển thì chúng ta thường xuyên là phải vẽ vector ha. Vẽ được thì mới cắt đề can được, mới cắt CMC được. Bên Corel này đảm bảo vẽ vector sẽ sướng hơn và dễ dàng hơn là bên AI. Bên AI được chủ được cái là làm màu đẹp thôi và nó tiện lợi thôi, màu đẹp và nó tiện với các Photoshop rồi thôi. Còn Corel là chuyên về vector nên mình không thích dùng AI lắm. Mình dùng AI cách đây cũng phải mấy chục năm, ngay đời đầu luôn, sau đó nó bất tiện quá, bất tiện cho các nhà in đưa chuyển file Corel qua in AI qua in ấy thì phải bị dính một file AI thôi, nhưng mà khi mình xuất phim ra nó dính lên mấy chục file Corel thì bắt buộc AI phải chuyển qua đuôi Corel để mình bong ta và xếp file chung, nó phiền hà. Cho nên là sau này mà mình không dùng AI. Còn bây giờ xu hướng bây giờ người ta dùng AI rất là nhiều. Đối với in offset thì chúng ta cần phải chuyển file qua lại để chúng ta xếp thành một khổ file để chúng ta xuất phim. Nếu mà in chung một bài chạy máy thì số lượng file AI nó nhiều thì bắt buộc file Corel ít thì file Corel phải chuyển qua đuôi AI để chúng ta in bọt vào, chúng ta bong ta và xuất phim chạy máy offset luôn. Còn đối với ngược lại thì Corel mà nhiều file khách hàng bằng Corel thì AI ít thì AI phải chuyển qua. Sau khi chúng ta vẽ xong hết tất cả các chi tiết, chúng ta cần dùng một cái lệnh đó là combine lại. Combine đây, hoặc là cái đây, hoặc là đây, combine Ctrl-L ha. Lúc này nó sẽ thành một khối ha. Lại này, hiện tại đang rời nhau này. Đó, hiện tại tất cả các mảng đang rời nhau này, chúng ta dùng lệnh combine ha để copy ra cái này, copy cho một bàn một cái này. Rồi bên này dùng lệnh combine, chúng ta chọn hết các đối tượng ha, còn trong ML lúc này lệnh combine chúng ta sẽ tô màu. Đó, bỏ nét ha. Còn bên này cần bài là cũng nhóm lại hết đối tượng. Còn bên này lệnh group thì là chúng ta cũng nhóm lại các đối tượng. Group hai lệnh khác nhau hoàn toàn nha. Đấy, group nó sẽ khác ha. Group là chúng ta chỉ group từng nhóm chứ nó không có thành một khối đối tượng vẽ, mà là
có nghĩa là giống như dán keo lại cho nó dính nhau vậy thôi. Còn bay là nó sẽ lủng luôn, cái má này lủng luôn, mắt này lủng luôn. Bỏ group ra nè. Cái đây vì sau chúng ta không tô màu được bởi vì nó đang bị hở ha. Nó sẽ có một vị trí hở nào đó. Đây. Hai này chưa dính nhau thì chúng ta không tô màu được. Thì chúng ta cần phải nối nó lại ha. Nối thì vào đây ha, chọn hai điểm thôi, chúng ta nối lại đây. Nếu bạn không combine, nếu bạn không biết combine thì chúng ta phải cắt ha, dùng lệnh cắt. Chọn đối tượng này và đối tượng này, chúng ta cần phải cắt nó lủng nó đi. Thì lúc này nó mới lủng má ra giống bên này. Thay vì như vậy chúng ta dùng cái lệnh combine bên này nó nhanh hơn. Đúng không? À, ví dụ như là chúng ta làm thủ công là chúng ta làm gì? Còn chúng ta cứ việc combine nó lại. À, đây là lệnh group khác lệnh combine ha. Group chỉ là nhóm đối tượng lại nhưng mà nó chưa chung. Tốt nhất là chúng ta dùng lệnh combine để không tránh bị lỗi ha. Bây giờ chỉ có tấm hình này thì chúng ta có thể cắt laser, cắt mica, cắt đề can và làm quảng cáo thoải mái ha. Phóng lớn thu nhỏ thì nó không bị ảnh hưởng gì ha. Ví dụ cho các bạn một cái nữa, ví dụ tấm hình này. Nếu khi bạn vẽ không đúng tỷ lệ mà cái chúng ta cần làm á, bây giờ bạn nhìn nét nó rất là nhỏ. Nếu chúng ta phóng lớn lên này thì hoặc là chúng ta thu nhỏ lại này thì cái nét nó to. Nét nó bị to. Nét nó bị to. Nếu bạn group lại một nhóm rất nhiều đối tượng trong đó mà bạn thu nhỏ đúng tỷ lệ mà để các bạn in ra các bạn làm gì đó mà mình vô tình mình không để ý cái nét ấy, thì nó rất là bị gớm ha. À, nó bị sai. Cái điều này rất là lưu ý khi mà chúng ta vẽ bất cứ một cái gì, chúng ta cần chỉnh kích thước trước. Đấy, như vậy mà chúng ta cắt ra là nó cũng hỏng, chúng ta in ra nó cũng hỏng. Đây là cái nét. Nếu bạn không cần dùng nét thì chúng ta bỏ đi, nhấp chéo đây thì phóng to thu nhỏ thoải mái ha. Giờ muốn đổi qua màu nào cũng được ha. Bạn hôm nay chúng ta học về vector nâng cao vậy ha. Các bạn theo dõi video tiếp theo ha.